Ngày nay, với sự tấp nập và mật độ đô thị hóa ngày càng cao, dường như không gian xanh ở các thành phố lớn dần trở nên hạn chế, các môi trường vui chơi, khám phá của du khách và đặc biệt là các em nhỏ dần trở nên co hẹp. Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn luôn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn với nhiều địa chỉ du lịch mới, không gây nhàm chán cho du khách khi trở lại. Dọc theo tuyến đường tham quan tại làng hoa Vạn Thành Đà Lạt, du khách sẽ bắt gặp những mô hình du lịch sinh thái dưới tán rừng, trong đó phải kể đến một số không gian tại các trang trại trồng hoa, nuôi thú cưng và tham quan thu hái các sản phẩm nông sản công nghệ cao. Một trong những không gian đặc biệt thu hút du khách trong thời gian gần đây là nông trại Puppy Farm, nơi được xem là ngôi nhà chung của những chú chó đáng yêu, những chú cừu lùn như trong cổ tích và những chú cừu ngoại nhập. Để ở đây, du khách và đặc biệt là các em được đến với thế giới của trẻ thơ, từ đó tăng thêm sự gắn kết, yêu thương với động vật và thế giới xung quanh. Hôm nay đến đây thì em thấy chủ yếu đây là hoa rất là nhiều và nó rất là tươi và đẹp. Ngoài ra còn có những chú chó rất là thân thiện và những chú lạc đà, chú ngựa lùn này kia cho ăn thì chú rất là lại nha. Sau khi mình đi xong rất là nhiều chỗ mình cảm thấy mệt thì mình có thể lên những cái gốc gốc thông rất là mát mẻ và ở đó còn bán thêm đồ ăn và cả nước uống để cho chúng ta có thể giải khát. Sau đó mình đi tiếp và chụp hình check-in số mặt ống. Điểm đặc biệt của không gian được du khách vô cùng yêu thích để ghé thăm trải nghiệm là những thảm hoa trải dài, được trồng trên các triền đồi, tất cả hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc giữa núi rừng. Ở đây, du khách được hòa mình với thiên nhiên, với khung cảnh tươi đẹp và bên cạnh đó các em thiếu nhi còn được thỏa thích chơi đùa, khám phá và rời xa các thiết bị điện tử. Mấy bé thì chị rất là thích, và mấy bé được trải nghiệm cũng rất là nhiều, những cái đồng hoa rất là đẹp. Du lịch vui chơi rồi là mấy bé rất là thích, chị rất là hài lòng khi đến Đà Lạt. Có thể thấy, trong những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng không chỉ chú trọng đến các hình thức kinh doanh dịch vụ du lịch thuần túy theo hướng nông nghiệp, mà đang xen là các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hay du lịch xanh. Thông qua các mô hình du lịch trải nghiệm tại trang trại, giúp không chỉ người dân, du khách, mà đặc biệt là các em nhỏ tăng khả năng học hỏi, quan sát và mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú. Đặc biệt trong thời gian tới, khi mùa hè sắp đến, các tour tuyến, điểm du lịch dành cho thiếu nhi đang dần trở nên phổ biến với nhiều mô hình đặc sắc. Để không chỉ du khách mà bất cứ ai đến với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đều có thêm nhiều sự lựa chọn trong chuyến hành trình trải nghiệm của mình.